Rồi, anh xin trả lời câu hỏi này của em ha. Thì rạp chiếu phim của chúng ta là rạp chiếu phim ngoài trời. Và không gian rạp chiếu phim ngoài trời của chúng ta là khu vực này. Đây, khu vực mà đang rào một cái hàng rào màu xanh đó. Thì trước đây chủ đầu tư An Gia đã tổ chức những cái buổi rạp chiếu phim ngoài trời cho cư dân tương lai họ đến trải nghiệm và những khách hàng tham quan đến trải nghiệm vào ban đêm. Thì cái không gian này chủ đầu tư đang gọi là cải tạo lại cho nó đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Và những cái hình ảnh về rạp chiếu phim ngoài trời là em sẽ thấy sau khi mà cái không gian này được cải tạo hoàn thiện em nhé. Rồi, chúng ta sẽ có những cái buổi xem phim ngoài trời cùng với gia đình và những cái cư dân hàng xóm của chúng ta tại dự án The Standard. Rồi, hãy sở hữu ngay một căn nhà phố tại The Standard em nhé.